Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Evandep của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về SaaS cơ bản ha, làm sao để cài đặt và sử dụng SaaS cũng như một số điểm mạnh của SaaS mà chúng ta nên biết. Ok, bắt đầu thôi nào. Thì để cài đặt SaaS á, các bạn vào Google gõ SaaS install ha, như thế này. Nó sẽ ra cái link đầu tiên là saaslang.com. Đó, bấm vào đây ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng command line để cài đặt ha. Thì các bạn có thể sử dụng là Node.js ha, sử dụng npm install -g saas ha. Nếu bạn nào chưa cài đặt Node.js thì nên cài đi ha. Thì các bạn có thể gõ Node.js download ha, ra trang chủ của nó, bấm vào đây. Thì ở đây thì các bạn có thể cài là Windows này, Mac OS hoặc là Sucos này ha. Sau khi cài đặt xong rồi á, thì các bạn sẽ copy cái dòng này đó. Sau đó các bạn vào đây ha, chọn thư mục mà ở đây mình đã tạo sẵn là thư mục SaaS ha đó. Các bạn tạo một cái Open in Iterated Terminal ha. Sau đó các bạn bấm vào đây, pass vào ha và bấm Enter. Đó, nó sẽ cài đặt này đó. Vậy là cài xong rồi đó. Rồi tiếp theo á, mình sẽ tạo một file SaaS ha. Thì ở đây mình tạo một file có tên là new file ha, style.scss ha, .scss nha mọi người. À, ở đây mình có tạo rồi. Ở đây mình có tạo, à ở đây mình có tạo, để mình xóa nó đi ha. Thôi mình xóa, xóa hết đây luôn. Đây đâu rồi. Đó, thì mình tạo một file cho là .scss ha, như thế này. Thì chưa có gì cả, ok. Rồi, làm sao để chạy lệnh ha? Thì ở đây nó có hướng dẫn nè, SaaS nè, cái suộc. Cái suộc là cái file .sat á, đấy, .scss á, và cái file cần generate ra là file css ha. Thì chúng ta sẽ gọi là tương tự ha, là SaaS nè, ha, SaaS là cái lệnh ha. Tên file là style.scss, và cái file cần generate ra là cái file có tên là style.css ha. Sau đó các bạn thêm cái tiền tố là hai dấu gạch ngang và chữ watch ha. Để làm gì? Để nó xem code các bạn thay đổi á, khi các bạn code xong á thì nó sẽ tự động lưu, nó lưu lại và nó sẽ thay đổi và nó sẽ tự động generate lại ra cái file này ha. Các bạn bấm enter, nó sẽ là compile style.scss to style.css là ok rồi. Các bạn bấm UX để tắt nó đi ha. Rồi lúc này cái này chưa có gì cả, thì giả sử ở đây mình muốn code là những cái mặc định đi ha, là HTML font size 62.5% là đưa về đơn vị RAM ha, và đó, như vậy thôi. Thì ở đây nó sẽ generate ra như vậy, thấy chưa? Đó, rất là hay ha. Thì cái điểm mạnh đầu tiên của SaaS mình sẽ nói ha, theo thứ tự ha. Điểm mạnh đầu tiên của nó chính là biến ha. Biến là để sử dụng lại á, không phải biến trong CSS ha, đây là biến trong SaaS ha. Thì biến trong SaaS á thì sự khai báo như thế nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng là dấu đô la như thế này. Giả sử mình tạo cái là test gạch color đi. Chẳng hạn. À, không được viết gạch ngang, mình viết là test color như thế này đi. Rồi, mình sẽ đặt nó là màu đỏ đi. Đó, thì bây giờ mình muốn dùng nó đúng không? Thì mình dùng như thế nào đây? Ở đây giả sử mình khai báo một đoạn chữ là P, mình đặt là lorem đi. Đó, mình muốn nó có chữ màu đỏ thì mình sẽ code như thế này ha. P color và truyền vào là test color như thế này đó. Thì lúc này các bạn bấm ra ngoài thì các bạn sẽ thấy chữ màu đỏ đây như thế này, đúng chưa? Đó, thì biến thì các bạn có thể khai báo nhiều biến ha. Giả sử như là background đi, màu xanh dương đi ha, 00ASD chẳng hạn. Đó, ở đây mình coi là padding 2 RAM, background gạch color là background chẳng hạn, như vậy. Đó, thì nó sẽ có màu xanh dương như thế này. Thì làm sao để xem code nó generate ra như thế nào? Thì các bạn sẽ bấm vào cái file mà khi nãy chúng ta để generate ấy, là file style.css này, nó sẽ ra đây. Đó, đây. Đó. Thì đó là điểm mạnh đầu tiên của SaaS, đó chính là dùng biến ha. Thì các bạn sẽ khai báo nhiều biến đó, và đặt tên biến làm sao cho nó dễ hiểu là được rồi ha. Thì tùy dự án thôi, các bạn sẽ đặt theo rule của công ty hay là của dự án gì đó, hoặc là làm sao cho nó dễ hiểu về việc sử dụng lại là được rồi. Thì đó chính là điểm mạnh đầu tiên của SaaS. Rồi, điểm mạnh thứ hai của SaaS đó chính là nested code ha. À, cái đầu tiên là variable này, là biến á ha, trong tiếng Anh là biến á. Rồi. Nested code. Nested code dịch ra có nghĩa là những đoạn code lồng nhau. Giả sử nếu các bạn làm việc với BAM đi ha. Thì các bạn sẽ có, cái ví dụ mình sẽ có là header. Chấm header đi ha. Bên trong sẽ có header gạch in. Bên trong in sẽ có header gạch in gạch test chẳng hạn. Ví dụ như vậy, và có đánh chữ là lorem này. Thì lúc này các bạn sẽ code này, chấm header. Thì đây là class header đầu tiên ha. Đó, thì ở đây chính là class này. Rồi mình sẽ code là padding 2 RAM, background gạch color là black đi, ví dụ như vậy.
thì lúc này mình sẽ được như vậy, đúng chưa? Thì do chữ màu đen thì nên chúng ta không thấy. Rồi bây giờ cái nguyên tắc của gạch nối, giả sử header này, để coi header gạch inner có phải là nối giữa chữ header và dấu gạch ngang và chữ inner là như thế này đúng không? Thì để nối ở trong sát á, thì các bạn sẽ sử dụng dấu và ha, như thế này. Đó, và gạch ngang. Gạch ngang ở đây chính là cái gạch ngang ở đây này ha, gạch inner thì các bạn copy vô y chang ha. Gạch inner như thế này. Đó, thì các bạn có thể code là color white chẳng hạn. Đó thì nó sẽ có chữ màu trắng ở đây. Đó, thì lúc này có nó hiệu là gạch header gạch inner như thế này. Đó. Đó, nó sẽ ra như thế này, đúng chưa? Đó. Giả sử bây giờ nó có thằng này nó lại nằm bên trong nữa thì ở đây có hai cách ha. Cách thứ nhất thì các bạn có thể cút như thế này. Đó, gạch test luôn, viết như vậy luôn. Đó là một cách ha. Cách thứ hai thì các bạn có thể cút trực tiếp vào trong này luôn chẳng hạn. Và gạch test luôn. Nó thì nó sẽ hiểu là nối liền ha, header gạch inner gạch test ha. Header. Inner gạch test như thế này. Đó. Thì mình muốn là color blue đi. Lúc này chữ nó sẽ là blue. Đó. Bây giờ mình muốn khi hover vào thì nó sẽ đổi chữ màu trắng. Hover vào cái test này thì làm viết làm sao? Giả sử các bạn muốn nó hover vào inner á thì ở đây này, các bạn sẽ lấy cái dấu mọc nhỏ này lại bọc ở đây đúng không? Thì các bạn sẽ viết ở đây hoặc ở dưới này ha. Và hai chấm hover. Đó, color red chẳng hạn. Nhưng mà mình muốn hover vào test nữa thì ở các bạn sẽ viết bên trong này và hai chấm hover. Color là orange chẳng hạn, màu cam. Đó, thì nó sẽ ra màu cam thôi, tại vì thằng test nằm bên trong thì nó ưu tiên hơn. Thì các bạn sẽ xem code ở đây, nó sẽ chơi ở đây ra một đống như thế này. Đó, thì các bạn có thể check ở đây để xem thử code các bạn code đúng chưa ha. Thì nếu các bạn thấy code như vậy rối quá thì các bạn có thể code chúng mình ở đây ha. Và á, các bạn viết hover ở đây luôn cũng được. Đó, thì nó cũng sẽ hiểu là nó cũng sẽ hiểu là tương tự như trên này thôi. Thì nó nằm ở dưới này này, thì nó sẽ ưu tiên hơn thôi, tại ưu tiên chạy từ dưới lên mà. Đó, thì nó sẽ là chữ màu tím. Thì đó là điểm mạnh thứ hai của SAS ha, chính là nested code. Rồi cái điểm mạnh thứ ba của SAS á, đó chính là missing. À, missing là gì? Thì missing hơi khó hiểu một chút ha. Missing là giống kiểu là một cái đoạn code á mà chúng ta có thể sử dụng đi sử dụng lại ở nhiều nơi để thực hiện một chức năng gì đó. Giả sử các bạn thấy á, mình sử dụng background từ nãy giờ rất là nhiều, background color black hay là color chẳng hạn. À, giả sử ở đây mình có background color là white đi. Đó, thì các bạn phải viết đi viết lại như vậy rất là dài. Thì mình có thể viết một cái missing ha. Missing. Thì cú pháp của nó ha là a còng ha, missing. Và truyền tên missing ha là name missing ha. Và dấu ngoặc tròn sau đó là dấu ngoặc nhọn như thế này. Và cách sử dụng á là sử dụng là include ha. Name missing ha. Như thế này. Đó. Thì ở đây mình sẽ viết một cái missing cho các bạn xem ha. Mình viết missing là BGC có nghĩa là background color. Mình sẽ truyền một cái biến là BG color chẳng hạn, tức là màu nền, tức là giá trị cần truyền vào đó. Mình sẽ trả về là background color và BG color như thế này. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì lúc này ở đây mình muốn dùng đúng không? Thì mình chỉ cần viết là include BGC black thôi, như thế này. Đó. Thì lúc này code của mình sẽ sinh ra ở đây. Đó, background color black. Còn lành cành đào luôn. Ở đây màu trắng đúng không? Mình sẽ viết là include BGC là white thôi. Đó, như thế này. Thì ở đây nó sẽ ra là màu trắng. Thì trường hợp mà mình không truyền vào thì sao? Thì chương trình nó sẽ báo lỗi missing argument BG color, tại vì mình không có truyền vào. Trong khi mình khai báo mà mình không có truyền. Thì để fix trường hợp này, tức là để tránh khỏi trường hợp này, thì chúng ta sẽ sử dụng giá trị mặc định ha. Thì để sử dụng giá trị mặc định ở đây này, các bạn sẽ gọi vào dấu hai chấm, sau đó các truyền vào giá trị mặc định mà các bạn muốn. Thì ở đây mình muốn để giá trị mặc định là màu đen đi, thì màu đỏ đi ha. Tức là nếu mình không truyền gì vào thì nó sẽ là màu đỏ. Đó, màu đỏ này thấy chưa, bắt ra màu đỏ đó. Là thằng header inner đó, bắt ra color là màu đỏ. Rồi, giả sử bây giờ mình có một cái box là hình vuông đi. Hình vuông ha. Đó, và bắt ra color là màu xanh lá. Thì mình sẽ viết như thế nào? Thì mình sẽ viết là width bằng hay đúng không? Viết 100 pixel hay 100 pixel. Thì thay vì viết như vậy thì mình sẽ viết missing ha. Missing như thế này. Mình truyền vào là size, tức là kích thước ha. Mình truyền vào là width ha. Giá trị width và giá trị hay. Hay sẽ có, mình sẽ gán giá trị mặc định của nó là width luôn. Có nghĩa là nếu mình không truyền vào hay thì có nghĩa là hay bằng width, có nghĩa là sẽ ra hình vuông đó. Thì width ở đây mình sẽ truyền vào là biến là width ha. Và hay mình sẽ truyền vào là hay thế này. Đó. Thì lúc này cái box mình muốn code cho nó là
màu đỏ thì mình sử dụng là include dgc red, đúng chưa? Sau đó mình sẽ truyền vào cái missing nữa là size là 100 pixel đi. À, như vậy thì lúc này ra ngoài thì các bạn sẽ thấy nó là màu đỏ và có chiều rộng và chiều cao là 100 pixel. À, thì các bạn có thể check ở đây luôn cho an toàn. Đó, được như thế này. Đó là missing ha. Thì đây là viết missing dạng cơ bản thôi. Thì các bạn muốn dùng missing nâng cao hơn nữa, giả sử thì các bạn có thể sử dụng với được câu điều kiện. Giả sử các bạn khi các bạn code á, thì các bạn có thể sử dụng position absolute rất là nhiều. Có thể canh theo chiều dọc, tức là center theo chiều dọc, center theo chiều ngang và center cả dọc lẫn ngang. Thì các bạn thường sẽ code như thế này. Absolute đúng không? Top 50%, left 50%, transform, translate -50%, -50% như thế này. Đó. Nhưng mà trường hợp các bạn chỉ muốn center theo chiều ngang thôi thì các bạn không cần top, các bạn left và translate thôi. Trường hợp các bạn chỉ muốn center theo chiều dọc thôi á thì các bạn sử dụng top và translate thôi, đúng không? Thì ở đây mình có thể viết một cái missing để sử dụng việc đó ha. Mình sẽ viết một cái missing là absolute center đi. Và mình sẽ truyền vào một cái gọi là direction. Mình để giá trị mặc định của nó là left đi. Thì giá trị ở đây á, thuộc tính của CSS mặc định á, phải có là absolute chẳng hạn, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình check á, nếu giá trị truyền vào là left á, thì nó sẽ có là left 50% và transform translate -50%, thì mình sẽ viết như thế nào. Thì câu điều kiện ở trong sát thì mình sẽ viết như thế này ha. If là ha. If là nếu ha. Truyền vào cái biến này, direction bằng ha. Left hoặc nhọn ra như thế này. Thì mình sẽ code, mình sẽ copy cái này lên ha. Mình không cần cái này. Không cần cái này luôn. Và chỗ này mình chỉ là để translate thôi. Đó. Trường hợp á mình muốn là nếu mà direction á là top đi thì canh theo chiều dọc thì chỗ này sẽ là top và chỗ này transform translate. Còn trường hợp mà mình truyền vào là bot á, tức là cả hai hướng á, thì mình sẽ cần đoạn này. Đó, như thế này. Đó. Thì lúc này mình muốn sử dụng á, mình cùng một include absolute center, mình muốn truyền vào là left. Nhớ để trong dấu nhân đôi. Trong trường hợp này thì để dấu nhân đôi ha. Tại giá trị đây là string, tức là chuỗi ha. Thì các bạn sẽ thấy code đây là position absolute left 50 và transform translate -50 này. Đó, nó sẽ ra đây. Đúng chưa? Ra giữa luôn này. Mình muốn canh theo chiều dọc thì lúc này mình sửa lại là top. Đó. Mình muốn canh cả hai luôn thì mình sẽ dùng là bot. Đó. Rất hay và tiện lợi ha. Rồi. Thì đó là điểm mạnh thứ ba của SAS ha, đó chính là missing ha. Rồi, cái thứ tư của SAS á, mình muốn nói đến ở đây á, đó chính là cái import. Import sẽ dùng như thế nào? Giả sử các bạn thấy các bạn có một file, một cái dự án nó rất là dài thì các bạn code chung như vậy thì nó rất là rối. Thì mình muốn tạo một file để lưu biến thôi và một file lưu missing thôi, để có gì sử dụng mình sẽ import nó vào. Thì để import thì các bạn sẽ tạo file ha. Thì cái file để import thì nó thường nó sẽ không generate ra, nó mục đích của nó chỉ import thôi. Thì các bạn sẽ tạo một file bắt đầu bằng dấu xếp gạch như thế này, new file ha. Và xếp gạch là variable .scss ha. Variable là biến đó ha. Thì lúc này mình sẽ copy những cái biến mình khai báo ở đây vào. Đó, chẳng hạn, khai báo đây. Mình pass vào đây. Thì lúc này code của chúng ta nó sẽ lỗi thôi, bởi vì biến ở đây nó không hiểu cái file ở bên style.scss nè. Đó, mình không hiểu cái biến này là gì cả. Đó, thì lúc này chúng ta cần import cái variable vào. Chúng ta sử dụng cú pháp là import ha. Truyền vào đường dẫn ha. Chấm xiệt, tức là cùng thư mục á, cùng cấp với nhau á, truyền vào variable như thế này. Đó. Thì lúc này nó sẽ khởi hết lỗi ha, tại vì nó sẽ lấy biến đầu này trong này ra được rồi. Đó, nó sẽ hiểu hai cái biến này. Rồi missing đi ha, mình viết một đống như thế này, nhưng mà viết nhiều quá rồi. Đó, mình cắt nó đi. Mình sẽ tạo một file có tên là, đó, mình pass nó vào đây. Tương tự ở đây mình sẽ copy một cái này ở đây nữa. Mình sẽ pass nó vào đây. Đó, thì lúc này nó sẽ lỗi thôi, tại vì nó không có missing này cả, nó không hiểu. Thì chúng ta chưa import mà, thì mình sẽ import vào đây ha. Đôi khi missing nó sẽ sử dụng biến ở variable nên phải để nó ở dưới ha, để nó có gì sử dụng ở trên. Missing. Thì lúc này code chúng ta sẽ không lỗi nữa. Đó. Giả sử ở đây chúng ta khai báo biến là test color đi, nhưng khi các bạn gõ ở đây á,
À, các bạn không nhớ cái biến đó là gì, các bạn chỉ nhớ mang máng là test test gì đó, thì các bạn gọi đây test, à, nó sẽ gửi ra cho các bạn. Thì thực chất á, nó không gửi đâu. Ở đây do mình đã cài một cái extension hỗ trợ rồi, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn ha. Thì các bạn sẽ trình gõ vào đây ha, extension là SCS ha, thì nó sẽ ra một cái là SCS IntelliSense. Thì cái này để làm gì? Khi các bạn cài đặt cái này rồi á, thì khi các bạn làm trong một dự án có file sách ở nhiều nơi á, thì các bạn gọi cái tên biến á, thì nó sẽ gửi ra đây cho các bạn luôn, để phòng trường hợp các bạn không nhớ tên biến là gì, các bạn chỉ nhớ mang máng là chữ test thôi. Thì ở đây mình gọi này, mình gọi chữ test là nó sẽ gửi ra đây, thấy không? Đó, nó gửi ra cho mình. Đó, rất là hay ha. Đó chính là điểm mạnh thứ tư của SAS ha. Đó thì rất là hay. Đó, dùng import thì các bạn thì code đi code lại ở nhiều nơi, vân vân và vân vân. Rồi còn một cái gì nữa ta, để mình xem, mình mới nhớ ra trong đầu một cái gì đó mình tính nói cho các bạn luôn. Ngoài ra còn có những thứ nâng cao khác như là function rồi vòng lặp, thì những cái đó là nâng cao, thì có gì mình sẽ hướng dẫn ở một video khác. Rồi ở trong này missing có thể có một cái missing rất là hay, đó là làm với việc với responsive. Thì giả sử các bạn đi ha, code responsive thì các bạn có thể viết ở bên trong luôn nha. Giả sử header đi đó, mình muốn code là media stream and min width 1024 pixel đi, thì nó là display name chẳng hạn, là nó ẩn luôn đó. Thì các bạn ra ngoài thì các bạn sẽ không thấy cái header nữa, bởi vì trên 1024 nó ẩn rồi đó. Thì các bạn sẽ viết như vậy, thì có thể viết bên trong luôn, thì lúc này nó sẽ hiểu là thì nó sẽ ra đây, nó sẽ ra này, mình viết 1024 header display name ở dưới này ha, thấy chưa? Thì ở đây mình muốn viết một cái machine để xử lý việc responsive đó thì cũng được. Thì chúng ta có thể viết như sau ha, mình có thể viết một cái machine là macwith chẳng hạn, tức là media string and macwith đó, mình sẽ truyền vào giá trị là value đi, value mình sẽ truyền ở đây là media string and macwith, truyền vào là value và trả về ở đây. Các bạn muốn trả về nội dung ở đây đúng không, thì các bạn sẽ truyền vào là content ha, thế này đó. Thì đây là cái cấu trúc của SAS nó vậy rồi ha. Rồi mình muốn viết một cái là min width nữa, mình sẽ truyền vào đây là min width, thì chỗ này sẽ là min width đó. Mình đã viết ở missing rồi, ở bên này mình đã import rồi, thì bây giờ mình dùng thôi. Thay vì mình viết dài như vậy thì chỉ cần viết là include max width, truyền vào là min width chứ hả, min width 1024 display năm. Mình truyền thiếu ha, 1024 pixel đó. Thì khi ra code bên này nó sẽ ra được kết quả như mong đợi ha, tương tự với lại macwith thôi đó. Thì trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn những điểm mạnh của SAS như là cách sử dụng biến nè, variable, cách sử dụng nested code lồng code vào nhau, rồi cách sử dụng mixing ha, để tái sử dụng code ở nhiều nơi, cách sử dụng biến ở trong mixing ha, và giá trị mặc định nếu trường hợp mà không truyền vào nó lỗi đó, thì giá trị mặc định là dấu hai chấm này đó. Rồi mình chỉ thêm cho các bạn cách import file vào như thế này ở đây đó, và một vài mixing cơ bản đó, và câu điều kiện để làm cho mixing nó đa dạng hơn. Ok, video của mình đến đây thôi ha. Thì ngoài ra có những cái concept nâng cao khác như là function, vòng lặp nhiều lắm, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở những video khác ha. Thì video này là video cơ bản thôi. Hy vọng trong video này sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong việc code SAS ha. Các bạn đừng quên like và subscribe channel của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video bổ ích tiếp theo nha.